đúng là không biết nói gì ngoài tuyệt vời. Mình rất là ưng. Mình xin chân thành cảm ơn đến những nhân viên rất là nhiệt tình mà tư vấn cho mình một cái dáng mày phù hợp với khuôn mặt của mình. Và mình cũng cảm ơn chị Ngoan Minh Dương đã tặng cho mình một bộ lông mày rất là ưng ý.